Hơn tuần nay, các tộc họ trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, xếp dọn lại bàn thờ tiên linh ông bà để chuẩn bị đón Tết. Những người trong tộc họ Nguyễn ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cũng khẩn trương sửa sang lại bàn thờ gia tiên tại gian giữa của căn nhà thờ tộc họ. Những công việc như lau dọn án thờ, thay cát lư hương, đánh bóng lư đồng, lau chùi liễn đối luôn được trưởng tộc họ Nguyễn và con cháu cẩn thận thực hiện hàng năm như một thông lệ của người dân đất đảo. Ngoài các mặt hàng Tết được chuyển từ đất liền ra đảo, thì các cơ sở làm bánh ít truyền thống trên đảo cũng nhộn nhịp hẳn ra. Khác với ngày thường, tại cơ sở làm bánh ít của bà Phạm Thị Phương ở xã An Vĩnh luôn tấp nập người ra vào mua bánh. Những năm gần đây, cơ sở này là điểm cung cấp bánh ít truyền thống chính cho người dân trên đảo vào mỗi dịp Tết. Với người dân Lý Sơn, trong 3 ngày Tết thì không thể thiếu loại bánh này. Trước kia là ôi cũng luôn hết, mà bây giờ là nó chưa đường này là có cái cơ sở làm bán rồi. Là năm nào cũng vậy, thấy thường lệ ngày Tết là tứ đại mua gì đấy mà cúng tổ tiên ông bà của mình. Nói chung là hồi xưa trước xu bà sao luôn mà không có cái bát này là không thấy được. Năm hết Tết đến, cơ sở của bà Phường cũng đông nhân công làm bánh, mỗi người mỗi việc, từ công đoạn giã lá gai, thắng đường, quết bánh cho đến gói bánh và hấp bánh. Có thế cơ sở này mới cung cấp đủ bánh ít cho người dân. Là điều này cũng mua hết, nhà nào cũng mua hết. Là người Nam Ba Chục đấy gì cũng ông hoàng gia đình là 100 vậy á, ôi cũng cũng thấy nha. Sắc xuân ngập tràn trên đảo, những chậu hoa đua nhau khoe sắc cũng được người dân chọn mua để trang trí 3 ngày Tết. Theo quan niệm của người dân, dù gia đình nào có khó khăn cũng gắng sắm cho mình chậu hoa trang trí trong nhà để có không khí 3 ngày xuân và cầu mong một năm mới đầy may mắn. Để cũng sắm xanh cho cái nhà nó trang trí cho nó đẹp đẽ, mua vừa chỗ bông để cho nó đẹp đẽ cái nhà. Năm mới luôn bạn phát tươi. Tết đến xuân về, các tuyến đường trên đảo được trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí để người dân vui xuân đón Tết. Năm cũ qua đi, năm mới đến, mọi người ai cũng mong muốn một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người được ấm no hạnh phúc.